Kính thưa quý ông bà cô bác, quý anh chị, theo tin của tờ giám mục giáo phận Phan Thiết vừa đưa tin là Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã được Chúa gọi về vào lúc 8 giờ sáng nay, ngày 1 tháng 3 năm 2017. Ngài được hưởng thọ là 65 tuổi. Kính thưa quý vị, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Ngài sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 1952. Trước khi qua đời, Ngài giữ chức giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết, vị giám mục thứ tư của giáo phận này. Ngài sinh vào năm 1952 tại Thái Bình. Vào năm 1964, Ngài vào tiểu chủng viện Long Xuyên, sau đó Ngài theo học ngành triết học Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Văn khoa Sài Gòn, Ngài tiếp tục theo học thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Và Ngài đã được thụ phong linh mục vào ngày 26 tháng 10 năm 1985 tại Tổng giám phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chịu chức, Ngài được phân công và làm linh mục phó sứ Tân Mỹ. Trong khoảng thời gian từ 1985 đến 1992, Ngài đã giữ chức vụ phó sứ Tân Mỹ, phó sứ Hóc Môn và phó sứ Sài Gòn. Đến năm 1987 và năm 1992, Ngài đặc trách sứ Bạch Đằng, Hóc Môn, Sài Gòn. Năm 1992 và năm 1993, Ngài phụ khảo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Và năm 1993 thì Ngài đi du học tại Pháp để theo học bậc cao học ngành thần học tín lý tại Viện Đại học Công giáo Paris. Đến năm 1998, Ngài trình bày luận án thạc sĩ về đề tài khoa học và thần học về tôn giáo. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Ngài trở về phục vụ tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Ngài làm giáo sư tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1998 đến năm 2009. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2001, Đức Thánh Cha John Paul II đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn với tông hiệu tòa là Toctibulum thay cho Đức cha Louis Phạm Văn Nẫm đã qua đời vào ngày 30 tháng 6 năm 2001. Lễ tấn phong của Ngài được tổ chức vào ngày 17 tháng 8 năm 2001 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở Sài Gòn do chính Đức Tổng giám mục Gian Bautista Phạm Minh Mẫn, mà nay chính là Đức gia Đức Hồng Y Gian Bautista Phạm Minh Mẫn chủ phong, và hai Đức giám mục Gian Bautista Bùi Tuần và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt phụ phong. Kính thưa quý vị, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống là nghĩa tử của Đức cha Gian Bautista Bùi Tuần. Sau khi được tấn phong giám mục, Đức cha được bầu vào ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam với nhiệm kỳ thứ 8 năm 2001-2004, nhiệm kỳ thứ 9 là năm 2004-2007 và tiếp theo đó là nhiệm kỳ thứ 10 năm 2007 đến năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2016, Ngài liên tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Văn hóa thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài với cái trách nhiệm là một vị chủ chăn của một giáo phận Phan Thiết, Ngài cũng được nhiều người biết đến, cả công giáo lẫn lương giáo biết đến, như là một nhà văn, nhạc sĩ, thánh ca với nghệ danh là Thông Vi Vu. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã công bố sắc chỉ để bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận Phan Thiết thay cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thành Hoan xin từ chức vì lý do sức khỏe. Kính thưa quý vị, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống chính thức nhậm chức tại giáo phận Phan Thiết. Kính thưa quý vị, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống chính thức nhậm chức tại giáo phận Phan Thiết là vào ngày 3 tháng 9 năm 2009 và nay Ngài đã qua đời vì bạo bệnh. Thank you.
reo vui. Một mình tôi dong chơi trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Đây là dấu chân ta và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới tựa hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to và nặng nề vết in đậm, mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân to. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Dòng chơi trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới tựa hình với bóng bước sóng. Mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm ta, đôi khi có những bước vội vã mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trăng rời